Xin chào tất cả các bạn đã trở lại kênh YouTube của mình. Thưa các bạn, cái người dùng iPhone, iPad rất rất là đau đầu mỗi khi muốn chuyển dữ liệu sang điện thoại của mình qua cái hệ điều hành Android. Thì hai cái hệ điều hành này thì nó khác nhau hoàn toàn. Chứ vì vậy cái việc chuyển đổi dữ liệu rất là khó khăn. Tuy nhiên, cái hiện nay với sự xuất hiện của ứng dụng thì mọi thứ đã trở nên dễ dàng hơn rất là nhiều. Nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách mà chuyển dữ liệu từ iPhone sang điện thoại Android đến với một người nha. Thưa các bạn, cái ứng dụng này á thì nó sẽ giúp các bạn chuyển dữ liệu từ các dòng máy iPhone, iPad sang các dòng máy Android một cách rất là nhanh chóng. Thì các bước thực hiện rất là dễ dàng. Đầu tiên, bước 1, các bạn hãy tải về ứng dụng này nha. Ứng dụng là có tên là chuyển sang Android. Các bạn có thể tìm kiếm trên cửa hàng App Store. Không ra thì các bạn có thể kích vào link ở dưới phần mô tả cái video này nha. Bước 2, các bạn mở ứng dụng này lên, chọn, kích chọn tôi chấp nhận, rồi nhấn cái bắt đầu nè. Tôi chấp nhận rồi, bắt đầu. Ở bước 3, tiếp đó các bạn quét mã QR. Nó hiển thị trên các thiết bị Android. Còn cái trường hợp mà các bạn không có mã QR hiển thị thì các bạn hãy dùng một sợi cáp kết nối hai thiết bị Android và iPhone lại với nhau. Thì ngay lập tức điện thoại Android sẽ hiển thị các dữ liệu và bạn có thể chọn để chuyển dữ liệu qua nha. Sau đó các bạn chọn chuyển đến phần cài đặt và tắt e-messenger để nhận được tin nhắn văn bản trên thiết bị mới. Ở bước 4, các bạn sao chép hình ảnh và video trên iCloud. Cuối cùng thì các quá trình đã hoàn tất, bạn hãy mở máy Android và nhận những cái sao chép này nha. Như vậy, mình đã chia sẻ đến với các bạn cách sử dụng app Switch to Android. Hy vọng bài cái video này thì sẽ giúp được ích được cho mọi người. Nếu thấy hay thì hãy chia sẻ cái video này và bình luận ở phía dưới để cùng nhau trao đổi nhiều hơn nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video sau.